Mình là bình sữa, mai mình sẽ thế bác sĩ. À, bạn ấy sẽ cho bác sĩ khám bệnh đúng không con? Được. Con gọi bệnh nhân vào đi. Xin mời bệnh nhân vào. Xin mời bệnh nhân vào. À, bệnh nhân đâu nhỉ? Được. Ồ, bệnh nhân đây rồi, con ngồi xuống nào. Bệnh nhân giới thiệu cho các bác sĩ biết bị gì đi con. Bệnh nhân tên là gì nhỉ? Bé Kem. À, bệnh nhân tên là Bé Kem, con nói như nào nhỉ? Bé Kem à. Đúng rồi, thì Bé Kem hôm nay bị làm sao con? Bé Kem ăn nhiều kẹo mút quá. À, bạn đi ăn nhiều kẹo mút có bị đau bụng à? Còn bị gì nữa không con? Răng có bị sâu? Răng. À, bạn đi bị sâu răng. Bạn sẽ lấy đèn pin soi vào miệng xem anh có. Đầu tiên bạn đi khám bụng trước à? Bạn bị đau bụng đúng rồi, con khám bụng cho anh. Nào anh phải vén bụng lên cho em khám nào. Đấy. Tít 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 tít. Anh Kem có bị đau bụng không con? Anh bị đau bụng không con? Đâu rồi? À, bạn đi khám miệng à? Khám miệng to. Có con sâu không con? Có thể cầm đèn pin con soi. Đèn pin đâu? Vừa cầm đèn pin vừa banh ra. Đèn pin đâu nhỉ? Phải soi. Coi thử có con sâu không chứ. Đúng rồi. Khám miệng ra. Đấy. Úi giời, ăn nhiều kẹo mút nhiều sâu quá. Không chịu đánh răng nữa chứ nhỉ. Rồi bây giờ phải làm gì con nhỉ? Phải cho anh uống thuốc. Đúng rồi. Bạn đi sâu răng thì bạn ấy phải uống thuốc. Ăn tội lười đánh răng này, ăn nhiều kẹo mút nhé. Bây giờ phải đến bác sĩ khám này. Rồi con rót nước cho anh uống. Nước đâu con? Cốc nước đưa cho anh uống. Rồi, cốc nước của bác sĩ to quá. Rồi, uống đi con. Kem đã đỡ đau răng chưa con? Bạn đi còn đo nhiệt độ ở tai à? Đo nhiệt độ hai tai nhé. Đúng rồi. Thế bây giờ con cho anh uống sữa. Em vào đây cặp nhiệt độ à? Cặp nhiệt độ ở đâu con? Cặp nhiệt độ cho vào lách. Đúng rồi. Tít 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 tít, bao nhiêu độ con? 3 độ. À, 33 độ à? Rồi, 33 độ là khỏi rồi. Bây giờ thì à, bác sĩ còn cho bạn đi ăn cả quả cam này. Đấy, quả gì đấy con nhỉ? Quả nho. Đúng rồi, ăn cả quả nho này. Quả gì nữa con nhỉ? Quả dâu. À, quả dâu tây, đúng rồi. Bây giờ lại uống cả sữa nữa kìa. Rồi, bệnh nhân thấy khỏe chưa con? Đấy, bác sĩ giỏi quá, con cảm ơn bác sĩ đi. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ cho bệnh nhân về chưa con? Đi về. Đi về thôi, khỏi rồi, đúng rồi. Đấy, bác sĩ hôm nay rất là vất vả nhé. Đấy, bác sĩ nhìn đây nào. Bác sĩ nhắn gì với các bạn nhỉ? Các bạn ăn nhiều kẹo mút thì phải đi đâu con nhỉ? Phải đi bệnh viện. À không, ăn nhiều kẹo mút xong thì phải đi làm gì nhỉ? Phải đi đến bệnh viện. Phải đi đánh răng. Đúng rồi, nếu mà bạn nào lười đánh răng thì mới phải đi đến bệnh viện đúng không? Ừ. Đúng rồi. Đấy, bác sĩ rất là vất vả nhá. Thôi con chào các bạn đi con. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé. Tạm biệt các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh giúp chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt các bạn.